Quý vị thân mến, phải nói rằng năm 2019 là một năm đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Các cấp chính quyền địa phương đã cùng với người dân trải qua không ít những sóng gió để đối phó với những biến đổi khí hậu, đến những biến động của nền kinh tế thị trường để tiếp tục vươn lên phát triển. Và nhìn lại một năm qua, các phóng viên của chúng tôi thường trú tại nhiều địa phương của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đồng hành cùng với người dân để ghi nhận, phản ánh các vấn đề với mong muốn làm sao góp phần truyền tải thông tin một cách nhanh, chính xác và thiết thực nhất. Nhân ngày hôm nay, ngày Táo Quân về trời, chúng tôi cũng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ những phóng viên Táo Quân của chương trình. Vâng ạ, đầu tiên thì chúng tôi xin được phép kết nối với phóng viên Táo Thổ Địa Minh Toàn cùng với ekip biên tập quay phim của mình. Nhóm đã luôn đồng hành cùng với người dân tại thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang và có mặt tại nhiều địa phương khác nữa. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Minh Toàn, là phóng viên và là Táo Thổ Địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, vật lộn để chống chọi với sạt lở là những gì mà người ta thấy được trong năm vừa qua tại khu vực đồng bằng. Những phận người bên các bến bờ sạt lở tại vùng đất chính rồng chưa bao giờ hết phập phồng, âu lo. Bởi chưa sau một đêm, đường xá, nhà cửa, tài sản mà họ tích góp được trong hàng chục năm đều đã trôi theo dòng nước. Theo thống kê, toàn khu vực đồng bằng hiện có 526 khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài gần 800 km. Trong đó có 57 khu sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 164 km cần phải được xử lý để đảm bảo ổn định dân sinh. Chỉ vài năm gần đây, mỗi năm đồng bằng mất từ 300 đến 500 hectare đất vì sạt lở bờ sông, bờ biển, khiến hàng chục ngàn hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Hai tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu là An Giang và Đồng Tháp là nơi xảy ra nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất. Khu vực ngã ba sông Hậu và sông Dàm Nao tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, sạt lở bờ đã kéo theo 16 căn nhà xuống dưới lòng sông Hậu, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã, gây thiệt hại tài sản ước tính 90 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 8 năm 2019, cũng tại An Giang, một nửa đoạn đường quốc lộ 91, đoạn thuộc địa phận huyện Châu Phú bị sạt lở xuống sông Hậu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Theo các chuyên gia, sạt lở tại đồng bằng xuất hiện dưới hai dạng là sói lở và sạt bờ. Nguyên nhân được xác định là do tác động của biến đổi khí hậu, phát triển thủy điện và tình trạng khai thác cát, sỏi và mặt đất tiếp tục gia tăng. Để ứng phó tình trạng này, thời gian qua đã có nhiều công trình và phi công trình được áp dụng, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Thưa anh Lê Đình Tuyển, nếu như đưa ra nhận định về tình trạng sạt lở cũng như là biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm qua, thì anh sẽ đưa ra những nhận định gì? Là một cái phóng viên mà quan sát cái mảng mà môi trường thì tôi thấy rằng cái tình trạng mà biến đổi khí hậu cũng như là sạt lở thì nó càng ngày thì nó càng diễn ra là nó phức tạp hơn. Còn riêng về biến đổi khí hậu thì phải nói năm vừa qua thì cái vấn đề biến đổi khí hậu mà được nhiều người mà quan tâm nhất và lo ngại nhất đó là cái tình trạng mà khô hạn ở khu vực thượng nguồn của sông Mekong. Thì cái tình trạng khô hạn này kết hợp với lại cái việc mà các cái nước thượng nguồn như Lào và Trung Quốc họ các cái đập thủy điện họ tích nước ấy, thì đã gây ra rất là nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng cho các cái khu vực mà thượng nguồn ở Thái Lan hay ngay như ở Lào, Campuchia thì họ cũng tức là gánh chịu những cái hậu quả rất là nặng nề. Gần đây thì cái vấn đề mà hạn và xâm nhập mặn đã đang gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng ở cái khu vực, đặc biệt là các cái tỉnh mà ven biển của đồng bằng sông Cửu Long. Đó, và những cái người mà gánh chịu nhiều nhất đó chính là những cái người nông dân. Minh Toàn cũng sẽ được chia sẻ thêm là không chỉ tình trạng sạt lở mà năm qua cũng là một năm vô cùng ngán ngẩm của người dân bởi tình trạng ngập nặng do triều cường. Hầu như mỗi năm người dân đều đón vài đợt triều cường, dù đã quá quen nhưng họ đều phải lắc đầu ngao ngán bởi cuộc sống bị đảo lộn vào mỗi sáng sớm và chiều tối. Những người đi đường thì gặp phải khó khăn khi lưu thông, những cơ sở kinh doanh thì rơi vào tình trạng ế ẩm, những hàng quán buộc phải đóng cửa hoặc dọn hàng sớm. Năm 2019, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long không cao so với năm trước đó. Theo dự báo, đỉnh lũ xuất hiện trong ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 sẽ vượt báo động 1 khoảng 3,28 đến 3,61 mét. Tuy nhiên, triều cường đo được tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 30 tháng 9 đã lập mức lịch sử mới là 2,25 mét, cao hơn năm 2018 đến 0,3 cm. Điều này lý giải vì sao trong năm qua, nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận bị ngập sâu mỗi khi có triều cường. Tuy nhiên, ngoài chuyện đỉnh cao triều cường, thực trạng ngập còn có một nguyên nhân khác được nhiều chuyên gia nhắc đến là đồng bằng bị sụt lún với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Thậm chí, trong năm, các nhà khoa học Hà Lan công bố phát hiện rằng đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn cao hơn mặt nước biển 0,8 mét so với 2,6 mét được công bố hiện tại. Với tốc độ sụt lún như hiện nay, 12 triệu dân vùng đồng bằng này đối diện nguy cơ sẽ phải di cư trong 50 năm tới. Có những cái dự báo cho rằng thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong 50 năm nữa, hoặc là những cái hiện trạng về di dân. Thì thực ra nghe tới thì rất là lo ngại. Nhưng mà trong lịch sử thì cũng đã chứng minh được rằng là người dân ấy thì luôn luôn sẽ có những cách để mà thích ứng phù hợp. Cũng rất là mong chờ các địa phương cũng như là nhà nước và sẽ có những cái định hướng, phát triển làm sao để mà ứng phó tốt hơn với những cái tình trạng về môi trường như vậy, và qua đó thì giúp người dân là có những cái cách thích ứng dần dần và ổn định cuộc sống cũng như là phát triển. Gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có những quyết định, đã có những cái quy định mà để mà giảm thiểu cái vấn đề mà khai thác nước ngầm. Thì đã có thể thấy được những cái tiến triển rõ nét rồi. Thưa quý vị và các bạn, một năm nhìn lại cho thấy những thách thức sắp tới mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long này gánh chịu sẽ rất lớn. Bởi theo các chuyên gia, những tổn thương mà khu vực này gánh chịu sẽ ngày càng nặng hơn. Và nếu như không có những giải pháp khoa học và sinh kế phù hợp, thì những thiệt hại người dân tại nơi đây gánh chịu sẽ còn nặng nề hơn. Xin được cảm ơn nhóm phóng viên Táo Thổ Địa. Vâng, xem qua báo cáo của Táo, quả thật chúng ta thấy một năm qua là một năm khá căng mình để đối mặt với biến đổi khí hậu ạ. Minh Phương này, Minh Phương cũng là một người đồng hành cùng với chương trình xuyên suốt khá lâu. Minh Phương nhận định thế nào về tình hình giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long trong năm vừa qua? Vâng, theo Minh Phương nhận thấy thì mặc dù đường về miền Tây vẫn còn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, thì chúng ta cũng đã có những thay đổi rất tích cực. Nếu như không muốn nói là mang tính lịch sử, như là sự khép lại của hành trình 100 năm hoạt động của phà Vàm Cống chẳng hạn. Nhưng để có cái nhìn đúng hơn thì ngay bây giờ xin kỹ thuật phim trường hãy kết nối chúng tôi với nhóm phóng viên Táo Giao thông, và chúng ta hãy cùng đến với Lê Tấn, người thường xuyên túc trực tại các địa phương như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Kính chào quý khán giả, tôi là Lê Tấn, Táo Giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để phục vụ nhu cầu đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa của bà con, thì trong năm 2019 hệ thống giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều biến chuyển. Nhiều tuyến đường chính của khu vực cũng đã được nâng cấp và mở rộng, và nhiều cái cầu cũng đã chính thức thông xe. Một trong những điểm nổi bật trong tình hình giao thông 2019, phà Vàm Cống kết thúc sứ mệnh trăm năm đưa rước khách qua sông, thay vào đó là chiếc cầu Diệp Văn hiện đại. Được thi công gần 6 năm, sáng ngày 19 tháng 5 2019, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối hai tiểu vùng Đồng Tháp 10 và Tân Giác Long Xuyên chính thức thông xe sau gần 6 năm thi công, giúp cho người dân hai bờ sông Hậu không còn cảnh lì phà, không còn cảnh người xe chen chúc hàng cây số để được qua phà như mọi năm. Hệ thống vận tải ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đường bộ thì chưa được đầu tư đúng mức, trong khi đó thì đường thủy chưa phát huy được hiệu quả, và hệ thống logistics còn nhiều yếu kém. Một vấn đề đặt ra là cần phải có nhiều giải pháp hữu hiệu hơn, hiệu quả lâu dài hơn để đáp ứng được nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có đến hơn 70% lượng hàng hóa của vùng phải vận chuyển bằng đường bộ lên các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Kéo theo đó thì chi phí vận chuyển tăng từ 10 đến 40% cho mỗi chuyến hàng. Trong khi đó thì cảng thành phố Hồ Chí Minh đã quá tải, không chỉ gồng gánh cho thành phố mà còn cho cả nước. Từ chỗ quá tải dẫn đến chi phí tăng cao. Chính vì vậy, hầu hết các địa phương trong vùng đều thống nhất rằng là đồng bằng sông Cửu Long cần có một cảng biển nước sâu. Trong đó thì cảng Trần Đề được kỳ vọng rất lớn. Trong năm 2019, với hai kỳ họp diễn ra, Quốc hội cũng đã thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Hãy cùng Táo Giao thông lắng nghe ý kiến của người dân miền Tây về vấn đề này. Nhiều khi nhậu sai mình đâu kiềm chế tốc độ, uống ít hay uống nhiều cũng vậy. Ví dụ mình uống mình cảm thấy không mấy thì mình mượn người đưa về. Chứ mà mình cố tình mình đi chạy cầm xe mình chạy cũng gây tai nạn giao thông. Theo cái nghị định 100 này thì nói chung riêng bản thân tôi thì là một người lái xe đó thì tôi cũng rất tán thành đó. Mà nhưng phải có một cái mức độ là phạt như thế nào cho nó hợp lệ. Ví dụ như là mỗi một người đi ta lễ lọc thì người ta uống 1-2 ly rượu thì nó không có tác hại đến cái sức khỏe với cái nhận thức người ta chạy xe, người ta vẫn ổn định. Mà nếu mà phạt như vậy là thấy như nó tính ra nó hơi quá đáng. Thưa quý khán giả, trước khi nào những quy định của pháp luật về giao thông lại được người dân quan tâm tìm hiểu cập nhật và để tâm thật sự như bây giờ? Giống như những câu chuyện trước đây
như là cấm sử dụng pháo hay là bắt buộc sử dụng bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng bị phản ứng. Và rồi chúng ta cũng đã làm được. Và câu chuyện cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng không ngoại lệ. Lê Nhi này, sáng nay thì chắc hẳn là Lê Nhi cũng đã đi chợ để mà mua đồ về cúng ông Táo đúng không ạ? Và Lê Nhi thấy giá thịt heo như thế nào ạ? Hôm nay thì nhiều bà con đã bắt đầu mua thịt heo nhiều hơn rồi đó Minh Phương ạ. Giá cả tuy là có giảm sức nóng nhưng mà vẫn khá là cao. Ngày Tết mà, người miền Nam mình thì làm món gì cho ngày Tết cũng phải có thịt heo hết, như là bánh tét, thịt ngâm và rất nhiều những món khác nữa. Vâng ạ, câu chuyện một miếng thịt heo được ví như một thổi vàng đó là một trong những vấn đề mà chắc chắn rằng là nhóm phóng viên Táo Thị Trường của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Và mời kỹ thuật phim trường hãy cùng kết nối với chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, tôi là Hoàng Oanh, Táo Thị Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 2019 có lẽ là một năm đầy biến động của thị trường tiêu dùng Việt Nam với hàng loạt sự kiện nổi cộm, và không thể không nhắc đến đó chính là nạn dịch tả heo châu Phi đe dọa đời sống của hàng triệu gia đình có nguồn thu chính từ chăn nuôi heo. Tháng 2 2019, Việt Nam tuyên bố có dịch tả heo châu Phi, đại dịch nhanh chóng lan sang 63 thành phố và tỉnh thành. Chính phủ cảnh báo dịch tả heo là thách thức lớn nhất đối với ngành chăn nuôi. Tháng 3 2019, Thủ tướng Việt Nam cấm việc chuyên chở, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ heo cùng các sản phẩm thịt heo được nhập lậu vào Việt Nam. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, dịch tả heo vẫn rất nghiêm trọng. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong năm qua, Việt Nam đứng đầu trong danh sách số lượng heo buộc phải tiêu hủy với 4,5 triệu con, đứng thứ nhì là Trung Quốc với 1,2 triệu con. Trước tình hình đó, sản lượng heo của Việt Nam giảm nghiêm trọng, đồng thời cũng khiến các tiểu thương điêu đứng, còn người tiêu dùng thì đành ăn những bữa cơm không có thịt. Hãy cùng với Táo Thị Trường lắng nghe những tâm sự dở khóc dở cười của họ xoay quanh vấn đề này nhé. Đợt dịch tả heo châu Phi người ta than lên than xuống quá trời, ra chợ thấy mấy người bán ai cũng than bán không được. Như ở Đắk Lắk chú là người ta không cho ăn rồi đó, người ta đem tiêu hủy hết, thì ảnh hưởng kinh tế của bà con rất là nghiêm trọng. Nhưng hiện bây giờ là heo lại cao, cho nên cái số thì bỏ đi, số thì bây giờ thì lên, thì nói chung là bà con cũng rất là khó khăn. Sinh viên tụi em thì hầu như là nguồn tài chính thì chủ yếu từ gia đình, ảnh hưởng rất nhiều đến việc các bữa ăn hàng ngày của chúng em. Thay vào đó thì chúng em có thể ăn nhiều món thay thế khác để thay thế cho món thịt heo. Cứ nghĩ theo đà này năm nay heo rớt giá, thế nhưng vào cuối tháng 10 năm 2019, giá thịt heo bất ngờ tăng mạnh, cao hơn từ 60 đến 95% so với giá thông thường. Theo như lý giải của Bộ Công Thương, sau đợt nhiễm bệnh thì nguồn cung heo sụt giảm nặng nề. Cũng từ đây mà xuất hiện những trào lưu xoay quanh thịt heo như quần áo thời trang từ thịt, trang sức bằng thịt, trả thịt thay cho tiền. Hàng loạt ảnh chế lan truyền trên mạng xã hội trong suốt những ngày cuối năm. Nếu như thị trường thịt heo biến động nhất năm, thì năm nay thị trường trái cây miền Tây lại có tín hiệu đáng mừng khi mà Đồng Tháp và Vĩnh Long vừa xuất khẩu 2 lô xoài sang Mỹ. Và đây đã là loại trái cây thứ 6 được xuất sang thị trường này sau thanh long, chôm chôm, vải, nhãn và vú sữa. Xin chúc mừng bà con miền Tây và Táo Thị Trường xin được kết thúc phần báo cáo của mình. Hy vọng năm sau thì thị trường tiêu dùng Việt Nam sẽ có thêm nhiều tin vui và bà con thì an tâm mua sắm.